Vừa qua, một câu chuyện hai trung sĩ thủy quân lục chiến Mỹ cứu sống kỳ diệu bé trai người Việt chìm dưới biển phú quốc đã mang lại cảm xúc mạnh cho nhiều người. Nhưng có lẽ hành trình giành giật sự sống của bé trai sau đó sẽ khiến nhiều người rơi lệ hơn. Nhiều bác sĩ đã nghĩ của bé tên H. sinh năm 2012 không thể sống trong thời gian hôn mê và thở máy. Nhưng như lời người mẹ tâm sự, con đã chọn ở lại cùng ba mẹ và đã kiên cường thoát khỏi vòng tay tử thần suốt 49 ngày sáng ngày 2 tháng 1, sau khi ăn sáng, hai gia đình gồm 7 người đang đi nghỉ Phú Quốc quyết định sẽ đi đảo. Họ thuê một chiếc thuyền du lịch nhỏ hâm hở ra khơi, thời tiết khoảng 28 độ C. Nhiều gió nhưng dễ chịu cho đến khi tai nạn kinh hoàng xảy ra. Mẹ bé H cho biết mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh. Trước lúc bị lật, chiếc thuyền khựng lại, nước tràn vào và ngay sau đó thuyền lật. Chồng chị đẩy con út 5 tuổi em trai Hắc lên thuyền. Bé Hắc biết bơi và có mặc áo phao, nhưng có lẽ đã bị vướng ở bên trong khoang thuyền nên không thoát ra được khi thuyền bị lật. Bé may mắn được hai lính thủy quân lục chiến Mỹ đang đi du lịch Phú Quốc cứ sống. Kể từ đó, đến ngày 19 tháng 2 là đúng 49 ngày Hắc hôn mê được điều trị tại bệnh viện ở Phú Quốc và thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc hôn mê và phải thở máy hoàn toàn trong phòng hồi sức chống độc, không gặp được ba mẹ vì quy định phòng chống dịch Covid-19 của bệnh viện, hắc phải chiến đấu với sốt cao, viêm phổi, co giật, động kinh. Tất cả những vấn đề này đều không thắng được nghị lực của cậu bé 9 tuổi. Vụ tai nạn lực thuyền xảy ra hồi đầu tháng 1 năm nay, nhưng mới được trang Facebook chính thức của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ vào ngày 8 tháng 6. Nhưng việc hai binh sĩ được tặng thưởng vì hành động anh hùng hai thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cứu bé H là trung sĩ CSC và trung sĩ De Freitas. Theo lời kể của De Freitas, khi tai nạn xảy ra, trung sĩ CSC vội nhảy xuống nước phụ tìm kiếm trong khi trung sĩ De Freitas lên mũi tàu và nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết cậu bé mất tích. Sau vài phút, một người dân Việt Nam tìm thấy cậu bé, De Freitas lập tức chạy đến thực hiện hô hấp nhân tạo. Viên trung sĩ kể sau khoảng 10 phút, anh bắt đầu kiệt sức và hết hy vọng nhưng tiếng khóc của người mẹ khiến anh bừng tỉnh và tiếp tục. Ngày 9 tháng 6, ông Bùi Quốc Thái, giám đốc sở du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết việc hai du khách Mỹ cứu một cano chở du khách, trong đó có một bé 9 tuổi ở Hòn Đụng, phường An Thới, Phú Quốc là rất đáng trân trọng. Việc hai du khách Mỹ cứu người, tuy cơ quan chức năng không nắm được, nhưng qua thông tin báo chí thì tôi thấy đây là hành động dũng cảm, không phải ai cũng làm được. <laughs>